Rồi, xin chào tất cả anh em đến với channel Nông Dân Làm Giàu. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em về cái việc mà mô hình nuôi chim bồ câu công nghiệp đạt hiệu quả cao của anh em nhé. Thì đây ở trại mình chuyên cung cấp bồ câu ti tan thái siêu thịt, bồ câu giống và bồ câu thịt luôn anh em nhé. Thì bây giờ mình chia sẻ luôn cho anh em là với cái việc mà nuôi chim bồ câu công nghiệp mà đạt hiệu quả cao. Thì anh em cũng biết là cái việc nuôi chim bồ câu thì nó có nhiều cách. Thứ nhất là người ta có thể nuôi quần thể anh em, nuôi quần thể là có nghĩa là mình thả chung nó ở trong một cái diện tích lớn và không có phân theo từng ô từng lồng như thế này, như anh em đang thấy. Thì cái mô hình nó nuôi thì cũng được anh em ạ, nhưng mà nó có những cái ưu và khuyết điểm. Ví dụ là ưu điểm thì nó không phải đỡ tốn chi phí chuồng trại nhiều, nhưng mà nó có một cái khuyết điểm là có nghĩa là khi mà con nào bị bệnh nhá, đối với những cặp mà nó xuất hiện bệnh thì mình khó biết và mình khó tách nó ra, chính vì vậy nên nó sẽ bị lây lan ở trong cái đàn nó rất là nhanh anh em ạ. Còn cái nó sinh nở ở trong cái chuồng bồ câu quần thể thì cũng ok. Còn cái việc mà nuôi chim bồ câu mà nuôi công nghiệp đạt hiệu quả cao thì ở trại mình là áp dụng theo cái mô hình của bên Thái Lan. Tại vì mình cũng đây anh em thấy đây, đây là nuôi bố mẹ nó chăm luôn anh em này, đang cho con ăn đấy, cho con bằng bằng sữa diều đấy anh em. Thì ở trại mình là chuyên nuôi theo mô hình công nghiệp chuẩn của bên Thái Lan. Thì từ cái lồng đấy nha, từ cái lồng đến các hệ thống cũng như là cái cách nuôi chim thì mình đều áp dụng và hiệu quả rất là cao. Thì mọi người cũng biết là bên Thái Lan có thể nói là một cái nước nuôi chim bồ câu rất là ok, nên là mình cũng học theo họ để mình phát triển kinh tế và đạt hiệu quả rất là cao. Thì bây giờ mình nói sâu thêm về cái việc mà nuôi chim bồ câu công nghiệp đạt hiệu quả cao ấy. Thì cái ưu điểm của việc mà nuôi nhốt này anh em này, nuôi nhốt trong từng những cái chuồng, những cái ô như này thì nó có một cái ưu điểm. Thứ nhất là điểm như sau, đối với chim bồ câu bố mẹ thì nó khi mà đây mình nói có nhiều người nuôi nó bị bệnh, có những con chim bồ câu nó bị bệnh ấy. Thì khi mà mình phát hiện ra nó anh em thì mình đã tách nó ra được liền, mình sẽ tách nó ra, mình ví dụ là cặp này nó có vấn đề đi thì mình sẽ để nó vô một cái chuồng trống khác, mình điều trị cho nó và nó cách xa ra những con khác. Chính vì vậy là nó cái độ lây lan đấy, cái độ lây lan trong cái đàn quần cái đàn chung này thì là không có, mình đã cách ly rồi là mình sẽ điều trị cho nó liền. Nếu mà mình nuôi quần thể thì nó sẽ lây lan ở bên trong, đôi khi mình không biết tại vì nó quá đông. Anh em nuôi quần thể và anh em nuôi vài trăm cặp đi thì anh em không thể nào biết được con nào bị bệnh, con nào không. Còn anh em mà nuôi tách ra thì con nào có vấn đề anh em biết liền. Còn cái thứ hai á, là có nghĩa là cái chế độ ăn uống. Mình nói tiếp theo về cái chế độ ăn uống của nó. Khi mà anh em nuôi công nghiệp thế này thì nó đạt hiệu quả rất là cao. Thứ nhất, có nghĩa là những cặp nào mà đang trong quá trình chăm con đi thì mình sẽ cho nó ăn nhiều hơn những cặp khác một chút xíu để nó chăm con. Tại vì bồ câu ti tan thái siêu thịt ở trại mình là mình sẽ khi mà chim bồ câu nó nở ra từ máy ấp trứng mình sẽ ghép vào đây cho nó nuôi và nuôi tầm khoảng 3 đến 4 con trong một lồng anh em nhé. Và chính những cặp bồ câu như vậy thì mình cho nó chế độ ăn nhiều hơn một chút, và những cặp khác như là đang trong quá trình lớn đang trong chuẩn bị đẻ này anh em này thì mình vẫn cho ăn chế độ bình thường. Nghĩa là ví dụ là cho một nắm đích bình thường buổi sáng, mình cho ăn một nắm buổi chiều thì một nắm nữa là hai nắm đúng không? Thì mình đã tiết chế được, mình đã gọi là mình chủ động được cái lượng thức ăn cho những cái con, mình là chế độ ăn của những cặp đẻ khác, chế độ ăn của những con mà đang lớn hoặc là chuẩn bị đẻ nó khác. Còn có một cái nữa, đó là khi mà anh em nuôi công nghiệp đạt hiệu quả, để đạt hiệu quả cao thì anh em phải nuôi theo mô hình công nghiệp. Tại vì sao ạ? Tại vì đối với những cái cặp mà chim mà chuyên để đẻ, tại vì ở trại mình là làm cái hướng như là thế này anh em này. Ví dụ như là những cặp nào để đẻ thì mình
chuyên để đẻ thôi, còn mình sẽ sử dụng máy ấp trứng ở bên kia để cho nó ấp. Còn những cặp nào chuyên nuôi thì mình để cho nó chăm con. Thì mình sẽ nói nôm na theo kiểu như là mình bắt nó đẻ trứng, thì là có thể là một tháng nó theo cái lứa của nó, thì một tháng nó đẻ hai lứa đi, nhưng mà với cách làm của mình thì một tháng nó có thể đẻ được ba lứa anh em ạ. Chính vì vậy nó tăng năng suất của con chim lên. Và cái việc tăng năng suất như vậy thì anh em có lợi nhuận rất là cao, mình sẽ có thêm được lợi nhuận. Thứ nhất là mình rút ngắn được cái khoảng thời gian cũng như là cái công chăm sóc của mình, nhưng bên cạnh đó mình đẩy cái năng suất của mình lên, mình bán thì nó có lời hơn rất là nhiều anh em. Thì đây mình cho anh em xem thử đây. Đây là những cặp chim bồ câu đang nuôi con này anh em, đang nuôi con này anh em thấy không, anh em thấy đấy, bồ câu đang nuôi con đấy anh em. Khi mà anh em nó rất dữ anh em nhé, nó rất là dữ, nó bảo vệ con của nó đấy. Thì nuôi theo mô hình công nghiệp như này có thể nói là mình sẽ đầu tiên là mình sẽ bảo vệ được cái đàn chim của mình khỏi những cái dịch bệnh. Cái thứ hai là mình kiểm soát được cái nguồn thức ăn. Cái thứ ba là mình sẽ tăng năng suất cho nó đẻ, cho nó nuôi con. Tại vì có một điều hay lắm anh em, một điều hay lắm. Mình sẽ cho anh em xem luôn đây. Có những cặp anh em, có những cặp nó đang nuôi con ở bên dưới nhưng mà ở bên trên nó bắt đầu đẻ rồi. Đây cho anh em xem luôn này. Đấy. Cặp này là hôm qua có một anh đến nuôi mua bồ câu ra ràng về thịt. Thì anh em có thể thấy này, ở dưới nuôi con nhưng mà ở trên con mẹ vẫn đang đẻ trứng này. Anh em thấy năng suất không? Mình tăng cái chu kỳ đẻ của nó lên anh em. Mà mình phải nói là rất có lời luôn. Có nhiều anh em hay hỏi mình là nuôi chim bồ câu thì làm sao để nuôi chim bồ câu có lời á. Tại vì ở Việt Nam mình cũng có nhiều người nuôi bồ câu anh em nhé, cũng nhiều người lắm á, nhưng mà không phải ai cũng thành công đâu. Những người thành công thì cũng rất là nhiều, mình đếm không xuể đâu, nhưng mà họ biết cách để tạo ra cái sự thành công đó. Và nó cũng xuất phát từ cái việc mà cho bồ câu nó đẻ hơn cái số lứa của nó. Và nuôi theo cái mô hình công nghiệp này anh em này, nuôi theo cái mô hình công nghiệp này thì nó tạo ra cái thứ nhất là cái sự chuyên nghiệp. Cái thứ hai nữa là cái con chim bồ câu nó rất là tốt, nó khỏe. Và mình chủ động được rất là nhiều thứ. Như đây này, con chim bồ câu này là mới nở đây anh em. Đây là mới nở hồi sáng đây. Con chim bồ câu con này là mới nở hồi sáng đây. Mình ghép vào cho con bố mẹ này nuôi luôn anh em này. Này là mới nở đấy. Đấy. Là tầm khoảng từ con chim bồ câu con nó nở cho đến khi mà mình làm thịt được ấy, mình bán chim bồ câu ra làng thì tầm khoảng 25 đến 30 ngày là mình đã có thể bán được rồi. Và cái anh em biết là làm sao khi mà mình nuôi theo mô hình công nghiệp như này này, chuồng trại ok như này, một lồng là nhốt một cặp. Thì chính vì vậy nó chăm sóc con ấy. Cái chế độ dinh dưỡng nó chăm sóc con cho nó thì nó ok hơn, nó không phải bay nhảy tùm lum chỗ này chỗ kia, mà nó chỉ phải chăm con nó ở trong. Anh em thấy nó đang chăm bằng con cho con ăn kìa, sữa diều kìa, anh em thấy không, rất là đạt hiệu quả luôn. Nhưng mình nói là như anh em nuôi chim thì có nhiều cách nuôi khác nhau, nhưng mà anh em có thể đi tham khảo rất là nhiều nơi. Thì đa số thì những cái anh em mà thành công thì họ áp dụng cái mô hình nuôi nó đạt chất lượng, đạt hiệu quả và có quy cách, thì nó sẽ
em có thể thấy này, những cặp chim bồ câu ra vàng này. Rồi, hơn chục ngày tuổi thôi, nó đã to khổng lồ như này rồi. Thì nhìn chung là cái nuôi chim bồ câu công nghiệp đạt hiệu quả cao á, thì nó có rất nhiều những cái lợi thế cũng như là những cái ưu điểm á, thì anh em cứ tham khảo và anh em áp dụng. Còn có một cái nữa là khi mà mình nuôi heo lồng anh em này, cái việc dọn phân này nó cũng đơn giản lắm. Khoảng 2 tháng mình bắt đầu mình đi dọn phân một lần. Còn mình nuôi thả kia nó bay tùm lum đấy, ở dưới đất tùm lum ra và dịch bệnh nó cũng xuất hiện từ đó. Nên là nuôi chim bồ câu thì mình nếu mà cho anh em một lời khuyên thì mình sẽ khuyên anh em nuôi chim bồ câu mà thả, nếu mà anh em có điều kiện thì anh em mua lồng anh em về anh em thả. Còn cái việc mà nuôi chim bồ câu mà thả quần thể thì nó cũng ok anh em ạ, nhưng mà có những cái mình không kiểm soát được. Thì mình rất là thích những cái mà mình có thể kiểm soát, mình chủ động được thì nó sẽ tốt hơn. Rồi, video hôm nay của mình đến đây thì cũng xin tạm dừng và hy vọng rằng anh em sẽ tiếp tục ủng hộ mình ở những cái video tiếp theo. Xin tạm biệt tất cả mọi người.